Còn bác dùng người, bác dùng người thì ngoài việc phát hiện ra ông Võ Nguyên Giáp phong hàm đại tướng và tạo ra xuất sắc như vậy, các đồng chí nhớ là nhờ có Võ Nguyên Giáp mới có Điện Biên Phủ. Nhưng mà có Võ Nguyên Giáp là bởi vì có Hồ Chí Minh đã nhìn ra Võ Nguyên Giáp. Nhưng bác lại còn tìm được cả Trần Đại Nghĩa nữa. Bác đưa từ Pháp về. Ông Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ. Ông ấy ở Sóc Trăng, Long An ở miền Nam cơ. Ông ấy theo gia đình đi sang Pháp từ khi còn 6 tuổi. Học rất giỏi, thành chuyên gia sản xuất vũ khí. Mà cả Đức và Pháp đều phải thuê. Lương tháng của vị kỹ sư này là 6.000 lạng vàng. Lương như thế đấy các đồng, họ trả lương cho người giỏi như thế. Mà bác sang Pháp, bác đưa cho ông Phạm Văn Đồng một cái mẩu giấy ghi bằng tiếng Pháp, tên, tuổi, địa chỉ, số nhà. Bác bảo chú đi tìm cho bác một người theo địa chỉ này để bác gặp. Thế là đến gặp bác. Mà nghe tin bác sang đã ngưỡng mộ lắm rồi. Bây giờ được bác mời cho gặp thì xúc động lắm. Bác nói ngay, chú chuẩn bị về nước với bác có được không? Kháng chiến đến nơi rồi, đồng bào đang đợi chú ở nhà. Người trí thức được lời như cởi tấm lòng, về ngay với bác để sáng tạo vũ khí mới có thể chiến thắng được. Mà nhờ có Trần Đại Nghĩa, tức là Phạm Quang Lễ đấy, mà sau này ta mới có khả năng chống lại B-52 ở Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Bác chủ tính xa như thế đấy các đồng chí. Bác nói ngay là có điều bác phải nói ngay để chú thông cảm. Nước nhà mới độc lập cho nên còn nghèo lắm, sẽ không có lương đâu chú ạ. À, người ta đang lĩnh mấy nghìn lạng vàng một tháng, bác lại rủ về với nước mà không có đồng nào cả. Ai cũng tưởng là vô lý, mà hóa ra rất có lý. Vì đấy là một đại trí thức đối xử với một trí thức. Tiền nong không thành mục đích, chỉ cốt là phương tiện và để cứu dân cứu nước mà thôi. Về đến nước, về đến nơi ở núi rừng Việt Bắc, bác làm gì các đồng chí? Bác giao cho văn phòng truyền thuốc lá của bác sang cho kỹ sư. Không có tiền cũng có một tấm lòng. Thứ hai, ngày làm việc đầu tiên bác cho đến gặp. Bác nói là từ hôm nay chú làm việc bên cạnh bác, có khó khăn gì chú cứ nói, bác cháu cùng nhau giải quyết. Và bác dặn là bác đặt cho chú một cái tên mới. Từ hôm nay trở đi chú cất cái tên Phạm Quang Lễ đi, chú mang tên mới là Kỹ sư Trần Đại Nghĩa. Trần tức là vương triều nhà Trần, 3 lần đại thắng quân Nguyên. Đại nghĩa là vì nghĩa lớn của dân tộc, thì tôn vinh trí thức như thế, không vàng bạc châu báu nào sánh kịp. Bác dùng người như thế đấy các đồng. Và ta còn biết là bác rất chu đáo, bởi vì gia đình kỹ sư đang ở trong Nam, nơi Pháp nó đang chiếm đóng, phải thay tên đổi họ đi để che mắt kẻ thù, để giữ bí mật, không làm phiền hà gia đình người ta. Bác là người như vậy, cho nên bác mới dùng rất nhiều cái tên là thế. Và bác đặt tên cho 8 vị thư ký của bác đấy, liên tục thành một khẩu hiệu: trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Kỳ là ông Vũ Kỳ, chiến là ông Tạ Quang Chiến. Bây giờ đi hết về với bác rồi, còn lại có một người thôi là Tạ Quang Chiến, 84 tuổi, đã từng là Bộ trưởng Bộ Thể thao, Bộ Thanh niên. Đấy, bác dùng người như vậy. Các đồng chí có nghe một tên tuổi rất lỗi lạc cả thế giới biết, đó là giáo sư Tôn Thất Tùng, con gia đình đại quý tộc, mà đi theo lời đảng, lời bác mà đi các cách mạng, sinh con trai đầu lòng ở núi rừng Việt Bắc. Bác đến tận nơi thăm, bác coi như anh em trong gia đình. Bác bảo bác mừng cho chú thím đã sinh cháu trai đầu lòng. Bác đến thăm để xem thím có khỏe không, và bác muốn đặt tên cho cháu. Chú là Tùng, bác muốn cháu tên là Bách. Tùng Bách là biểu hiện nghiêm ngang của nhân cách trí thức. Tôn Thất Tùng và Tôn Thất Bách. Tôn Thất Bách là người bác đặt tên nuôi dưỡng chăm chút
ở kháng chiến chống Pháp núi rừng Việt Bắc, sau này thành tài, cũng là một thầy thuốc rất giỏi, đã từng là giám đốc bệnh viện Việt Đức, hiệu trưởng đại học y khoa, đại biểu quốc hội. Chỉ tiếc là anh Bách mất sớm quá, mất lúc con 53 tuổi, mà tài năng đang rực rỡ. Đấy, thì ta thấy Bác dùng người như thế đấy các đồng chí. Chưa kể là trong đời Bác đấy, hai lần Bác chứng kiến hai vị tướng lỗi lạc đều ra đi ở tuổi 53. Một là tướng Nguyễn Sơn, văn võ song toàn. Hai là tướng Nguyễn Chí Thanh, đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đều 53 tuổi thì mất. Bác nói là Bác mất một nửa sự sống là vì thế. Riêng cái chuyện ông tướng Nguyễn Sơn ấy, phải nói là Bác rất bao dung. Bác chỉ phong thiếu tướng ấy. Bác phong tướng đại tướng cho ông Giáp là cao nhất, nhưng Nguyễn Sơn rất giỏi, Bác chỉ phong thiếu tướng, để còn phong dần, để còn rèn luyện thêm nữa. Ở đời có tài có tật, văn võ song toàn. Ông ấy lấy vợ Trung Quốc, giỏi, rất giỏi chữ Hán. Ông tham gia quân giải phóng Trung Quốc, đã từng là thiếu tướng rồi, bây giờ về nước làm cách mạng, Bác lại phong thiếu tướng nữa. Người ta gọi là lưỡng quốc tướng quân, tướng quân của hai nước. Ông Nguyễn Sơn giỏi lắm, đến mức mà giáo sư Đặng Thanh Mai, chuyên gia về chuyện Kiều của Việt Nam, phải thốt lên là ông Sơn giảng Kiều hay hơn tôi không? Rất giỏi, nhưng Bác chỉ phong thiếu tướng thôi. Nguyễn Sơn không hiểu được ý Bác, cứ nghĩ rằng Bác không công bằng. Mình giỏi thế này mà có thiếu tướng, bao giờ lên được đại tướng? Thế là cứ vùng vằng, không nhận lễ thụ phong nữa, mà lại còn chơi chữ với Bác. Ta là thừa tướng trả xong, lại còn thiếu tướng. Thế là nói như thế là khiếm nhã, mà cũng không có ý tứ. Người khác thì rắc rối lắm đấy, nhưng Bác Hồ thì không sao cả. Bác bao dung như trời biển, Bác cho qua hết. Ta nhớ là thế giới đấy, nó tinh lắm, nó bình luận là Bác có phẩm chất của Đức Chúa, Đức Thánh, Bác lại mang cái tâm của nhà Phật, vô ngã vị tha, từ bi hỷ xả, cho qua hết. Bác lặng lẽ viết cho Nguyễn Sơn một bức thư, mà lần này cụ không viết chữ Việt, cụ viết chữ Hán. Chữ Hán của Bác viết đẹp như vẽ tranh. Cái bức vẽ mà Bác viết tặng cho Mao Trạch Đông vẫn còn để ở Quảng Châu đấy. Việt Trung hữu nghị, vạn cổ trường thanh, như vẽ tranh. Bác còn làm thơ nhật ký trong tù hàng trăm bài đó. Bây giờ viết cho Nguyễn Sơn mấy dòng thư có khó gì đâu. Bức thư này đọc lên giật mình các đồng chí. Sâu sắc, thâm thúy và tế nhị. Bác đề là gửi Sơn đệ. Đệ là gì các đồng chí? Đệ là em. Bác coi như em thôi. Em thì anh phải tha thứ chứ. Bốn câu như bốn lời của Phật vậy. Tâm dục tế, đảm dục đại, trí dục viên, hành dục phương. Tâm hồn phải cho nó tế nhị, không được lỗ mãn. Làm tướng thì lòng can đảm là quý nhất, phải lớn lên, đảm dục đại, đại là lớn lên. Đừng bận tâm về danh hiệu, chức tước, địa vị, những cái đó tầm thường lắm, nay còn mai mất, trôi nổi như một thứ phù vân thôi. Đừng có bận tâm. Người có sự nghiệp lớn không bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt đó. Tức là Bác phê bình đấy. Trí dục viên, trí là trí tuệ, viên là vuông vắn. Người có học thì tư duy trí tuệ phải cho nó ngay ngắn, ngay thẳng, không được sọc sạch, gặp đâu nói đấy, đúng không? Gặp đâu nói đấy. Hành dục phương, hành động phải cân nhắc, phải có phương hướng, không được tự phát. Một người thông minh như Nguyễn Sơn đọc lên biết ngay là Bác phê bình, chân ân hận lắm, đến gặp Bác xin lỗi, vui vẻ nhận chức thiếu tướng, rồi Bác phong tiếp trung tướng. Chỉ tiếc là đang rực rỡ như vậy thì bị bệnh nặng, bệnh ung thư, rồi mất, mà mất đúng lúc 53 tuổi. Bác dùng người như thế đấy các đồng chí nhé. Có một vị tướng tài năng lỗi lạc, dũng cảm mưu lược, thương người rất tốt, nhân hậu,
chỉ mắc mỗi một lỗi, tức là nóng tính, nóng như Trương Phi, quát mắng chiến sĩ suốt ngày. Bác nghe bác buồn lắm, bác quyết định sửa lỗi. Bác sửa rất khéo các đồng chí nhé. Bác dặn là mời ông tướng đó đến gặp bác. Bác lại dặn trước cái trạm gác Giao Liên ấy là ông tướng đó đến đừng cho vào gặp bác vội, cứ giữ ở trạm gác, đúng giờ ngọ hãy mở cổng. Giờ ngọ tức là 12 giờ trưa các đồng chí, nắng như thế. Thế mà ông tướng này là nóng nảy lắm, đến quát tháo chiến sĩ âm mỹ cả. Chiến sĩ được bác dặn rồi nhưng rất bình tĩnh, bảo đồng chí đừng nóng nảy, bác bận trăm công nghìn việc, 12 giờ bác mới tiếp được, đồng chí vui lòng đợi cho, chứ đồng chí mắng thì chúng tôi cũng đành chịu thôi. Thế là mắng mãi rồi cũng mỏi mệt, cũng ngồi im thôi. Đúng giờ ngọ mở cổng cho vào gặp bác, một cái bàn tre nứa lá trong kháng chiến. Bác đứng dậy vui vẻ ân cần chào hỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chú đi đường xa có mệt lắm không? Ngồi nghỉ đi, bác rót nước để chú uống. Bác rót cho ông tướng này một cốc nước sôi bốc khói nghi ngút cơ đồng. Uống cái nào được nóng như thế. Cốc nước của bác là một cốc nước lạnh đã rót sẵn từ trước rồi. Ông chỉ huy này rất là hồn nhiên, không biết ý bác, với tay lấy cốc nước lạnh của bác. Bác giữ chặt lại, bác đẩy gần hơn cái cốc nước nóng ra. Nước của chú đây cơ mà, chú uống đi. Uống thế nào được cơ đồng chí? Bảo thưa bác nóng quá không uống được, bác cho uống nước mát cơ. Bác bảo không, bác cũng thế thôi, ai cũng chỉ thích nước mát thôi, không ai uống nước nóng được cả. Vậy mà sao chú nóng nảy thế? Bác chơi chữ mà các đồng chí. Bác nghe tin mà bác buồn lắm, nhưng bác không tin rằng nó lại như vậy. Chỗ này là rất khéo đó các đồng chí này. Bác nói là bác không tin, tức là bác vẫn để khích lệ cho đồng chí này. Bác phải mời chú lên để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện xem sao. Bác có mắng mỏ gì đâu, đời bác không bao giờ nặng lời, nói nhẹ như thế thôi mà khóc, khóc giàn giụa nước mắt ân hận, rồi sau đó quyết tâm sửa lỗi thành một vị tướng nhân từ. Để bác dùng người như thế, phương pháp của bác như vậy. Đồng chí nào công tác đoàn thể này, nhà giáo này, phải học bằng được bác cái phương pháp. Phương pháp quan trọng lắm. Phương pháp đúng và tốt ấy, thì có hiệu quả. Phương pháp không đúng không tốt thì dù động cơ có tốt cũng hỏng. Bác nói thế thôi mà. Bác bảo phê bình phải đúng và phải khéo. Phê bình đúng mà không khéo, làm người ta tự ái đấy, thì có lỗi 10-10 người ta cũng cãi, người ta không nhận. Thế thôi mà. Bác hiểu thấu tâm lý chúng ta. Bác bảo các chú không thấy bác không đúng, các chú không đồng ý, các chú cứ mạnh dạn mà cãi bác đi, miễn là có lý thôi thì bác sẽ theo. Chứ đừng vì không đồng ý với bác nhưng mà cứ giả vờ ghi ghi chép chép, gật gù mà không làm thì bác buồn lắm đấy. Bác biết hết chứ các đồng chí, tôi không biết đâu. Đặc biệt nữa là có lần mà bác lại cho mời ông Lê Giản đến. Ông Lê Giản là một cán bộ rất giỏi, được cả tài lẫn đức. Bác nghiên cứu kỹ mọi nhẽ rồi, bác thấy được, bác quyết định cử làm chánh án tòa án tối cao, rồi viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bác dùng người ấy, bác phải xem trực tiếp, chứ không chỉ nghe cấp ủy báo cáo đâu. Bác phải cho đến gặp, bác xem chữ viết, chữ viết tay các đồng chí, chữ viết thế nào thì nhân cách nó như thế. Mà bây giờ thì lo lắm, bây giờ cứ binh tình này thì sẽ không còn chữ viết tay nữa, toàn vi tính hết thôi mà. Nó là những cái xác chết vô hồn, không có hồn gì cả. Duy chỉ có công an ấy, bằng biện pháp nghiệp vụ họ sẽ phát hiện ra cái máy chủ của ai thôi, chứ còn nó là cái xác chết vô hồn ấy. Viết tay cơ, nó mới là nét nhân cách của con người. Bác xem nét chữ, chữ ký để bác biết nhân cách là thế nào. Bác rất giỏi nhân tướng học và kinh dịch, chứ bác dự đoán cái gì nó đúng như thế là vì vậy. Bác nghe tiếng nói, tiếng nói là một phần của nhân cách. Bác quan sát dáng đi, người dáng đi như thế này giao trọng trách vào thì sẽ dân chủ hay là quan chủ đây. Bác còn đặt câu hỏi để tìm câu trả lời xem thông minh đến đâu. Ưng ý mọi nhẽ rồi bác mới quyết định bổ nhiệm. Bác dùng người như vậy cơ mà.
Ban chấp hành trung ương của thời Bác có 21 người thôi mà đâu vào đấy. Còn bây giờ 200 đồng chí trong trung ương. Thì ta phải suy nghĩ để học Bác về phương pháp. Các đồng chí nhớ là Bác giao việc, Bác còn mời ăn cơm. Trước khi bổ nhiệm giao quyết định, Bác mời ăn cơm. Ăn cơm với Bác một bữa đã. Trong bữa cơm Bác nói đúng một câu: chú làm nghề này nhớ là phải thiết diện vô tư. Bao công xử án mà. Nếu chú không thiết diện vô tư được, Bác đành phải thiết diện vô tư với chú. Thế là có đặt răn đe, có chế tài. Điều mà ngày nay ta đang rất cần. Bác dùng người nào đâu vào đấy, toàn người tài giỏi, tài cao đức trọng cả, trong sạch liêm khiết cả. Mà những Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn là những mẫu mực của Bác. Bác sửa lỗi như thế nào? Bác chữa lỗi ba hoa là rất giỏi. Ai ba hoa là Bác không bằng lòng Bác chữa. Anh thanh niên trẻ tuổi, ít tuổi, chưa có kinh nghiệm, đi làm bảo vệ cho Bác, đi câu cá cùng với Bác ở bờ suối. Hai bác cháu bỏ chung cá vào cái giỏ. Chiều tối Bác bảo chú đem vào nhà bếp, các cô cấp dưỡng làm cơm, cả cơ quan cùng ăn cho nó vui. Vào nhà bếp thấy mấy em gái cấp dưỡng xinh xắn bắt đầu tán, quên hết cả lời Bác ra chứ. Mà lại sẵn tính ba hoa chứ. Anh tặng kem giỏ cá đầy, anh câu từ sáng đến giờ. Bác phải Bác đi chơi thôi, Bác có câu đâu. Ba hoa mà các đồng chí. Chuyện nhỏ này cũng cho qua được vì là thanh niên. Thanh niên ta phải thầy tất. Nhưng phải chữa, không chữa lâu dần thành ra một cái lỗi đạo đức là nói dối. Nhưng mà quan trọng là cách chữa. Bác rất là tế nhị, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đi câu vẫn hùng, đi câu bình thường, vẫn vui vẻ như thường. Nhưng mà câu được con nào Bác bấu luôn đuôi đi các đồng. Bác đánh dấu mà. Thế mà Bác bảo là chiều về, Bác bảo hôm nay cho Bác về sớm đi, Bác có vẻ mệt, cho Bác về sớm. Đường Bác mệt thật, đưa Bác về. Trên đường về thấy bãi cỏ rộng bằng phẳng, Bác bảo cho Bác nghỉ một lát cho đỡ mệt đã. Thật ra là Bác muốn chia cá, trời nó còn sáng. Bác vào chuyện rất là tự nhiên. Chẳng biết hôm nay câu có được nhiều bằng hôm qua không, hay hai bác cháu mình thử chia cá đi. Con nào của Bác đánh dấu rồi đấy, còn lại chắc là của chú phải không? Không mắng mỏ, không nặng lời, cứ vừa nói vừa tủm tỉm cười, mà Bác cứ chiếu tướng các đồng chí, nhìn thẳng vào mặt. Ở đời có tật giật mình, mặt mũi đỏ dư xấu hổ. Biết là mình nói bậy nói bạ quá, Bác biết rồi, xấu hổ lắm. Thì lần sau không bao giờ dám như thế nữa. Bác chữa lỗi cho ai chỉ chữa một lần. Một vị đại sứ, một trí thức trình độ cao, rồi cũng ba hoa với Bác. Đó là vị đại sứ Việt Nam ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Thấy Bác sang thăm Đức, có chương trình đến sứ quán, lại mời Bác ở lại dùng cơm với anh em. Bác vui vẻ nhận lời ngay, không khách khí gì cả. Bác khen là các cô các chú ở sứ quán làm cơm cho Bác ăn ngon lắm, rất hợp khẩu vị Bác. Biết Bác là người xứ Nghệ, thích đồ gia vị, dành cho Bác quả ớt cay Bác thích lắm. Ông đại sứ sướng quá nổi máu ba hoa: thưa Bác, ớt chúng cháu tăng gia đây ạ. Bác biết thừa chứ, ở châu Âu 30 năm Bác lạ gì, xứ lạnh không hề có ớt cay. Ớt cay là xứ nhiệt đới chứ. Đấy là ớt ngọt để ăn sống, ăn salad, để xào thôi. Bác không nói gì cả, Bác cứ cười. Bữa cơm vừa mới xong, buông đũa buông bát, Bác cầm luôn tay vị đại sứ: bây giờ Bác muốn đi thăm vườn ớt của chú lắm. Thì lấy đâu ra các đồng chí? Không ngờ đến nông nỗi này. Xấu hổ với cán bộ, nhân viên của mình. Với Bác thì Bác bao dung, Bác đành. Bác xóa ngay đi. Bác bảo thôi, Bác hỏi vậy cho vui thôi chứ Bác biết rồi. Lần sau chú rút kinh nghiệm, việc đến đâu chú nói đến đó thôi, chú đừng nói quá lên như vậy. Thấm thía suốt đời đấy các đồng chí. Về già viết cả một cuốn hồi ký, kể chuyện về Bác, nhắc lại cái kỷ niệm đó. Tất cả các đồng chí đều ở nông thôn, hoặc là không ở nông thôn thì cũng rất quen thuộc nông thôn. Các đồng chí có nhớ là những năm 60 đấy, ta có cái phong trào hợp tác xã nông nghiệp. Bên cạnh ưu điểm thì cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhất là bệnh thành tích. Cứ làm thì ít, nói thì nhiều, báo cáo tăng lên. Bác biết chứ,
Bác muốn đến tận nơi xem nó giả dối đến đâu. Thế là bác đến đúng cái nơi mà bố trí cho bác gọi là lá cờ đầu ấy. Báo cáo chăn nuôi trồng trọt thành tích như thế, bác nghe hết, nghe hết. Nghe xong bác đến tận từng luống đất, bác lấy tay bác nhổ lên hết. Các chú mới cắm hoa để đón bác đây phải không? Trồng trọt tăng gia gì mà không có dễ, mà nó héo thế này. Bác phát hiện ra ngay, lại đưa bác vào chuồng trại chăn nuôi. Chưa kịp thuyết minh bác đã nói rồi: các chú nuôi thật hay các chú lại mượn của nhà dân cho bác xem? Bác biết hết. Bắt mỗi nhà một con nó đầy chuồng ngay mà. Quả nhiên là như vậy. Bác bảo nếu các chú nuôi thật thì sao nó lại cắn nhau? Nó lạ đàn mà, cái làm gì? Đấy, chủ tịch nước mà am hiểu như một lão nông, không làm cái gì cả. Và tại sao nó lại nhảy ra khỏi chuồng? Thôi, bắt ngay những con dữ nó vừa nhảy ra khỏi chuồng đấy, không dân họ bắt đền cho. Thế bác biết hết rồi. Thế là bác bảo là để bác đến thăm nữa thì phải làm ăn cho nó tốt, chứ làm ăn kiểu dối trá thế này dân họ oán họ ghét. Quả nhiên đúng như vậy. Khi bác về rồi ra khỏi xã, nó mới xin chuyện. Vì lúc mượn cho bác xem, các vị nhà mình là vội vội vàng vàng, không có đánh dấu. Bây giờ trả cho dân không biết đâu mà lần cả. Thôi đi là phát hết mỗi nhà một con cho nó xong đi. Người ta có nhận đâu các đồng chí đó. Tức là xóm làng đang bình yên đoàn kết, chỉ vì chúng ta bệnh thành tích mà nó xin chuyện như vậy. Nên phải sửa lỗi. Cái lần mà bác về Thái Bình thì các đồng chí, bác căn dặn đủ mọi điều lo cho dân. Mà đây mới thương bác này, đây là lần thăm Thái Bình cuối cùng của bác. Về chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa, tay bác liệt hết. Bác liệt cả nửa người. Bác đi trong đêm tối, trong rừng cây, trong cái vườn cây của bác. Bác tập đau đớn để cho mọi người không biết. Đấy. Thế bác về Thái Bình lần cuối cùng, dặn dò mọi thứ xong, ông bí thư tỉnh ủy đem quà tặng bác. Gọi là quà, thật ra có hai túi gạo, gạo tẻ, gạo nếp và đặc sản của quê hương. Bác khen là gạo này ngon lắm. Bác lại lấy tiền bác trả tiền đúng mấy cân gạo không? Đồng chí bí thư tỉnh ủy không hiểu ý bác đâu, lại ngăn tay bác lại, nói một câu rất là chân thành: sao bác lại làm thế? Quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao? Bác nhận cho anh em vui thôi, cốt là tấm lòng mà bác. Nếu chúng ta nói, ta cũng nói hệt như thế. Ai cũng tưởng là đúng. Khi nghe bác nói lại, ta mới giật mình. Hóa ra ở đời, bao nhiêu lần ta nói sai mà ta có biết đâu. Bác bảo, các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng suốt đời các chú chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Ta cứ quen miệng mà các ông chứ. Quà của tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy là khác. Bác trả tiền là trả cho dân, chứ đâu có trả cho các chú. Nếu các chú không nhận tiền cho bác, cứ giục bác mang gạo về, thì có khác gì xui bác tham ô. Mấy đồng bạc thì để trong bảo tàng, mấy cân gạo thì giao cho văn phòng. Nhưng lời bác dạy thì thấm thía ngàn đời là như vậy. Đôi dép cao su cũng là một tấm gương. Bác dặn là đi công tác nước ngoài với bác là bộ mặt quốc gia. Các cô các chú phải diện vào, ăn mặc sang trọng vào. Việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu thì một xu cũng không chi. Còn bác ăn mặc thế nào là việc của bác, để bác tự lo, đừng băn khoăn. Ý là bác cũng đi dép cao su. Thế là mấy ta mới thương bác quá, áy náy. Mình ăn mặc sang thế này, bác đi dép cao su không tiện. Thế là mới gặp ông Vũ Kỳ, nhờ ông Vũ Kỳ đo cái đôi dép của bác, ở với bác mà. Tranh thủ đo, để đóng một đôi giày đúng như thế mang lên máy bay, mà không cho bác biết. Máy bay cất cánh, thấy bác đọc báo, bác đọc báo xong bác lấy báo bác che lên mặt thế này, tưởng bác ngủ, mới rón rén giấu dép của bác đi, để đôi giày vào. Lúc máy bay hạ cánh, bác bảo giày của dép của bác đâu? Chúng ta mới trả lời bác là thưa bác, họ cất hết vào trong khoang máy bay rồi, không có đâu, bây giờ bác đi giày thôi. Bác cười, bác bảo các chú lại giấu dép của bác rồi. Ra vén cái màn cửa sổ ở khoang máy bay đấy thì có dép của bác đấy.
bác biết hết mà bác có ngủ đâu các đồng chí. Ông Vũ Kỳ đêm nào trả vào phòng bác, tắt đèn cho bác, rón rén ra cầu thang, chưa kịp đi bác đã gọi, chú Kỳ quay lại cho bác nhờ đã. Bảo thưa bác cần gì không? Bác bảo vặn lại cho bác cái đàn, bác đã ngủ đâu, bác nghe tin. Để cho bác nghe tiếng đài, cho nó có tiếng người bên cạnh, cũng như có hơi người vậy, cho nó ấm cúng đỡ cô đơn. Thương bác vô cùng đấy các đồng chí. Các đồng chí trong này có biết cái sự kiện là hồi bác mất ấy, có một em nhỏ 10 tuổi mà được coi là thần đồng thơ ca đó. Em bé Trần Đăng Khoa đó, ở Hải Dương đó, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách. Lúc bác mất có 10 tuổi, bây giờ là 54 tuổi, nhà thơ đứng tuổi rồi. Anh ấy là phó bí thư đảng ủy Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam, là nhà thơ. Anh ấy viết một bài rất cảm động là Hồ Chí Minh người nghèo nhất thế gian, không có gì cả. Anh ấy kể là bác bảo cho bác nghe tiếng đài để có tiếng người bên cạnh, chính là bác muốn nghe tiếng phụ nữ. Bởi vì Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam phát thanh viên toàn nữ, tuyệt đại là nữ, toàn là giọng hay nhất nước tuyển về. Phải thương bác như vậy, đời bác là như vậy. Khi bác mất ấy, hàng vạn bức điện gửi cho đảng ta của khắp mọi nơi trên trái đất gửi về. Hay nhất và cảm động nhất là bức điện của Fidel. Fidel lúc bác mất có 40 tuổi, bây giờ 84 tuổi. Ông ấy nói là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Thế đó. Còn các nước phương Tây đấy, các lãnh tụ các đảng cộng sản đấy, họ còn nói cảm động nữa. Họ nói là Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ về tư tưởng, về đạo đức. Hồ Chí Minh còn cao thượng, trong sạch trong lối sống hàng ngày. Cả một đời vì nước vì dân, cuộc đời Hồ Chí Minh cho đến giờ phút cuối cùng vẫn giường đơn chiếu coi, chăn đơn gối chiếc, tuyệt nhiên không có hơi ấm của phụ nữ. Thì các đồng chí mới thấy thương bác biết bao nhiêu. Chỉ vì chúng ta mà bác không có một cuộc sống riêng. Bao nhiêu chuyện như vậy kể bao giờ cho hết. Mà bác thương người từ việc nhỏ đến việc lớn. Cái chuyện bắt chè xẻ đôi ta đã biết rồi. Bây giờ còn cái chuyện này rất đáng kể các đồng chí. Đại hội 2 của đảng họp năm 51 ở Việt Bắc. Giờ giải lao, bác đi thăm tất cả các đoàn đại biểu. Mỗi một đoàn đại biểu nó là cái lều, cái lán trại trong chiến tranh. Đến thăm, đến thăm thì là bác hỏi chuyện từng người nhân viên phục vụ, ai cũng xúc động. Người có một thanh niên trẻ lần đầu tiên được biết bác xúc động lắm, chứ là không nói được lời nào. Bác bảo là bác khát nước, cho bác một cốc nước, thế là không đi lấy nước cho bác làm chứ. Xúc động quá nó cứ đứng ì ra nghĩ miên man cả. Thế mà không biết nghĩ thế nào mà lại thò tay vào túi quần lấy bật lửa cho bác làm chứ. Bác cũng tủm tỉm cười, bác lấy một điếu thuốc bác hút. Sau đó bác nói câu này có phóng hình không? Mà sâu sắc nữa. Bác bảo là dân, bác coi bác là dân nhé, chiến sĩ là cán bộ nhé. Bác bảo dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa. Đấy. Một câu chuyện nhỏ thôi, chỉ đùa thôi, nhưng mà đều thấy hết sự sâu sắc trong trí tuệ của bác. Hai nữa là cái chuyện mà bác đã rất khiêm nhường, không muốn nói về mình, nhưng mà ngành văn hóa cũng hay làm phiền bác. Nay cử họa sĩ vào vẽ tranh, mai cử điêu khắc vào nặng tượng, ngày kia lại cử nhạc sĩ vào sáng tác, bác đành phải tiếp. Bác bảo các chú đến, các chú cứ làm việc, bác cũng làm việc, cần gì giúp cứ bảo bác đừng ngại. Hai họa sĩ trẻ lần đầu tiên vào vẽ bác, ngắm bác thỏa thích thế này, xúc động lắm. Chưa giỏi lắm chứ vẽ không giống, không giống lắm. Hết giờ đưa tác phẩm để trình bác, tặng bác. Bác xem hồi lâu bác cứ tủm tỉm cười. Nó không giống với làm thế nào các đồng chí. Khen cũng dở mà chê thì không nỡ. Bác chọn một cách ứng xử rất tinh tế. Các chú đến thăm bác là quý rồi, lại còn vẽ tranh để tặng bác nữa, bác rất cảm ơn.
bác sẽ giữ tranh của các chú để làm kỷ niệm. Mỗi lần xem tranh của các chú, bác sẽ nhớ các chú nhiều lắm đấy. Hai người họa sĩ trẻ hồi hộp, chưa thấy cụ khen hay cụ chê, chưa biết đầu đuôi làm sao cả. Lúc bây giờ cứ ngước mắt nhìn bác, bác mới đưa hai bức tranh lên để ba bác cháu cùng ngắm. Đây có phải là các chú định tặng bác những hai anh em Hồ Chí Minh không? Đấy, tinh tế như thế đấy các đồng chí nhé. Không nặng lời, không khen quá lời, mà cũng không chê phũ phàng. Bác mới tổng kết là khen quá lời người ta dễ sinh hư vì chủ quan, chê nghiệt ngã quá người ta tủi thân tuyệt vọng. Đừng làm đau đớn nhau, phải động viên nâng đỡ. Bác là như vậy đấy các đồng chí. Ta thấm thía vô cùng. Tại sao mà đôi mắt bác lúc trẻ lấp lánh như biết nói? Người Nga gọi bác là người có đôi mắt biết nói không? Truyền cảm thu phục con người. Vậy mà đôi mắt đó về tuổi già cứ đượm buồn nhìn về chân trời phương Nam, nhất là ngày mưa tầm mưa tạnh. Bác dục các đồng chí lãnh đạo đi về nhà riêng, ai cũng có vợ có con cả, còn bác ở đây cũng được. Các chú đấy là Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Thôi muộn rồi, các chú về nhà đi. Về đi, đừng để các thím mong, đừng để các cháu đợi. Bác ở đây một mình cũng được. Thứ bảy chủ nhật nhớ cho các cháu vào chơi với bác là được rồi. Bác buồn lắm. Ai cũng cứ nấn ná không muốn về vì thương bác. Hai nữa, ông Vũ Kỳ lại đông con nhiều cháu, thương bác, trên thứ bảy chủ nhật hưởng ứng đầu tiên đưa các cháu các con vào thăm bác. Ai ngờ bác lại giao cho một nhiệm vụ rất khó giải quyết. Bác bảo chú Kỳ đi lấy bánh kẹo cho các cháu, pha nước cho các cháu nó uống. Ông Vũ Kỳ vốn tính hồn nhiên nói luôn, bác cứ mặc kệ chúng nó, con cháu trong nhà khách khứa gì đâu. Đúng thế vậy. Bác cười, bác bảo con cháu của chú nhưng là khách quý của bác, mà chú là cần vụ của bác cơ mà. Thôi đi phục vụ đi. Thế là lúc cúc đi pha nước, lấy bánh kẹo cho con cháu mình. Các đồng chí, phong cách của bác là như thế đấy các đồng chí. Bác mời cơm đoàn địa biểu miền Nam, bao giờ cũng mời đại tướng. Đại tướng là người bác rất quý. Bác phong tướng có một lần 37 tuổi cơ mà, quý lắm. Thế chẳng may hôm đó khách miền Nam ra đông đủ rồi, bữa cơm đã chuẩn bị rồi, đợi mãi không thấy đại tướng đến. Mà đại tướng có bao giờ muộn giờ đâu, 5 phút, 10 phút không thấy. Bác bảo thôi, chắc đại tướng lại có việc rồi, chúng ta cứ ăn cơm đi rồi lại đến sau. Bắt đầu ăn cơm thì đại tướng đến đâu. Cả đại tướng, cả vợ con cháu đại tướng đến một đoàn thế này. Bác phê bình ngay. Nhưng bác rất thương, chứ bác phê bình rất vui cơ. Bác bảo đại tướng mà cũng đến muộn. Thế mà đại tướng rất thông minh, chống chế ngay. Bảo thưa bác, quân chủ lực thì nhanh lắm, nhưng mà dân quân tự vệ nó chậm chạp lắm. Thế là nó được. Ý là thanh minh đấy, vợ con mãi trả xong cái chủ như vậy. Thế là rất cuộc đời, rất con người, ta thấy cảm động. Thế là bác ân cần gấp thức ăn cho từng người một. Còn bác có ăn uống được gì đâu. Các dũng sĩ ra miền Nam mà thấy tay bác run rồi, xúc động thì khóc. Bác bảo ra với bác phải vui lên, sao lại khóc thế. Bác gấp thức ăn cho từng người. Bác bảo ăn no, ăn khỏe đi. Về miền Nam đánh giặc, thắng lợi thế nào cũng đón bác vào miền Nam bác thăm. Thế là mang quà tặng bác từ cái mầm dừa của tỉnh Bến Tre, từ cái lược trải đầu là bằng vỏ xác máy bay, rồi vỏ đạn đại bác, cái gạt tàn thuốc lá cho bác lúc bác chưa bỏ thuốc. Bác khóc. Bác bảo đồng bào miền Nam thương bác như thế mà bác chưa làm tròn trách nhiệm với miền Nam. Bác chẳng có quà gì cho đồng bào cả. Các chú các cô về nói dùm bác với đồng bào một câu thôi: bác chẳng có gì đâu, bác chỉ có cái này thôi. Rồi bác đặt tay lên trái tim bác. Tức là miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Cây dừa Bến Tre bác đích thân chăm bón đã có quả. Chứ lúc bác mất ấy, bác đòi uống nước dừa thì lấy xuống hai quả dừa
của hai miền Nam Bắc trộn lẫn vào được nửa cốc nước mang vào cho bác đấy. Nhưng mang vào muộn quá, không kịp. Bây giờ chúng ta nói những câu chuyện cuối đời bác thiêng liêng cảm động vô cùng. Nhất là chuyện bác viết di chúc. Tại sao bác lại chọn sinh nhật để viết di chúc các đồng chí? Tại sao bác lại chọn từ 9 giờ đến 10 giờ để chữa di chúc? Lấy ngày sinh nhật để viết di chúc, tức là lấy sự sống đối lập với cái chết. Viết di chúc tức là mình biết mình sắp chết rồi. Buồn lắm chứ. Bác lấy sinh nhật để viết di chúc cho bác rất vui. Bác đề một bên là tuyệt đối bí mật để dân không biết, không lo. Một bên bác đề là mừng dịp 75 tuổi. Viết từ năm 75 tuổi đến lúc 79 tuổi thì ra đi. Mà chỉ đợi thêm mấy tháng nữa thôi thì bác sang tuổi 80 mà không đợi được. Bác Hồ là như vậy. Đặc biệt nữa đấy là bác Hồ của chúng ta lại chọn 9 giờ đến 10 giờ mới chữa di chúc. Bây giờ ta mới biết đó là giờ tâm linh của bác. May sao ta hỏi bác nói ra, chứ không ta cũng không biết. Ta hỏi bác là: thưa bác làm việc vất vả suốt ngày đêm, có lúc nào bác cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm không? Bác lại khóc. Về tuổi già lúc nào nước mắt bác cũng cứ rơm rớm. Bác bảo là một ngày đêm 24 giờ bác chỉ có mỗi một giờ như vậy thôi. Miền Nam chưa giải phóng, Tổ quốc chưa thống nhất, bác ăn không ngon, ngủ không yên, có một giờ thôi. Rồi bác im lặng. Đợi mãi bác không nói tiếp. Ta hỏi thêm là: thưa bác là giờ nào? Bác nói nhỏ là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Bác cũng đi vào khoảng giờ này, mà bác lại dùng giờ này để chữa di chúc. Năm nào cũng như năm nào, trong lịch của bác ấy, các đồng chí đọc thấy đấy, toàn chữa từ 9 giờ đến 10 giờ, không hơn không kém. 9 giờ là khởi đầu giờ tâm linh, 10 giờ sáng là kết thúc giờ tâm linh. Bác đi vào 9 giờ sáng, 9 giờ 47 phút sáng. 9 giờ là tim ngừng đập lần đầu tiên. 9 giờ 47 phút là sau một 47 phút xoa bóp cấp cứu cho bác mà tim bác không đập lại. Bác gầy như thế, thủ tướng xót xa nói trong nước mắt: thôi không được đâu, để bác đi cho thanh thản. Thì dừng lại đúng 9 giờ 47 phút, đảng lấy giờ đó để thông báo. Còn thủ tướng trước khi mất ấy, về với bác dặn chúng ta hai điều. Ở đây có các đồng chí nữ, các đồng chí ghi nhớ cho. Điều thứ nhất, phải nhớ là tim bác ngừng đập đúng 9 giờ sáng, còn 47 phút là giờ xoa bóp cấp cứu cho bác. Thế nhưng gọi giờ nào cũng được, nhưng phải nhớ là 9 giờ sáng là tim bác đang ngừng đập. Mà lúc tim dữ dội, lúc mà đau dữ dội, tim như làn sóng thế này này, thì ta nhìn xuống giường bác, thấy tay bác cứ nắm chặt để cố không có tiếng rên, để chịu đau một mình, để không xót xa người khác. Tố Hữu viết rất đúng đấy: lời di chúc gửi êm bên gối, quên nỗi mình đau để nhớ chung. Là như vậy. Đến khi mà tay bác cứ lỏng dần ra và lạnh dần, thì cái màn hình theo dõi tim bác nó không còn nhấp nhô làn sóng nữa, nó chạy thẳng băng. Thì tim bác ngừng đập mà đúng 9 giờ. 6 bác sĩ trong tổ y tế đặc biệt dưới sự chỉ huy của Thủ tướng ấy, xoa bóp cho bác. Mà nước mắt của bác sĩ nhỏ xuống ướt cả một khoang áo ngực của bác. Chỉ cầu mong được chết thay cho bác mà không được. Còn gối nằm của bác ấy, Thủ tướng kể là nước mắt bác cứ ròng ròng rò xuống gối, nhất là thương nhớ miền Nam. Thì di chúc ấy, viết trong ngày sinh, chữa trong giờ tâm linh, bác đi vào giờ tâm linh. Bác lập nước ngày nào bác ra đi ngày đó, mùng 2 tháng 9. Còn lúc đầu đảng ta không muốn để dân buồn về ngày tang lễ trùng với ngày quốc khánh. Để tang bác 7 ngày đến 10 ngày quốc tang, cho nên thống nhất trong trung ương là thông báo với dân bác mất ngày mùng 3.
sau này phải nói lại cho toàn đảng toàn dân biết, cả bạn bè quốc tế cũng biết sự thật chính xác ngày giờ mất của bác. Thì các đồng chí nhớ là bác mất 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 69, và tim bác ngừng đập thì đúng 9 giờ sáng. Đấy là lời dặn thứ nhất của Thủ tướng. Lời dặn thứ hai, Thủ tướng cũng rất tâm linh mà thương bác lắm. Thủ tướng dặn chúng ta là hàng năm thắp hương cho bác, làm dỗ bác phải nhớ thắp vào ngày âm lịch. Âm lịch các đồng chí nhé, chúng ta là người phương Đông, làm dỗ cho người đã mất ông bà cha mẹ phải dỗ ngày âm lịch, còn dương lịch là ngày kỷ niệm của nhà nước thôi. Bác mất mùng 2 tháng 9 năm 69, ta tra vào âm lịch thì nó đúng là ngày 21 tháng 7 âm lịch. Sắp đến với các đồng chí, các năm hàng năm cứ đúng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7 âm lịch, 9 giờ 47 phút sáng mùng 2 tháng 9 dương lịch, tất cả các đồng chí thắp hương tưởng niệm bác. Nhiều cơ quan có phòng tưởng niệm cho bác, có bàn thờ riêng cho bác, trong gia đình cũng vậy. Mà như vậy bác sống mãi trong tim chúng ta, vĩnh hằng và bất tử, là như vậy. Còn để bác trong lăng, đấy là cả một kỳ tích vĩ đại. Nước nhiệt đới như thế này là kỳ tích lắm, làm được là vĩ đại lắm. Nhưng mà trong tim chúng ta cơ, bác sẽ vĩ đại hơn, bất tử trong trái tim toàn dân và nhân loại. Lần chữa di chúc cuối cùng nó lại đúng ngày bác chủ trì họp trung ương. Vì bác chủ tịch đảng, bác nhìn đồng hồ trong hội trường gắn trên tường này, bác thấy 9 giờ sáng. Bác cho trung ương giải lao, bác bảo các đồng chí trung ương nghỉ giải lao đã. Giải lao xong, bác nhờ chú Ba, chú Ba tức là chú Lê Duẩn, Ba Duẩn, chú Ba chủ trì thay cho bác. Bác phải về nhà có việc riêng, không ai biết là việc gì. Chỉ có hai người biết, một là ông Vũ Kỳ biết là bác về chữa di chúc, hai là đồng chí Lê Duẩn tổng bí thư biết là bác chữa di chúc, vì bác đã cho mời đến để ký một chữ ký chứng kiến. Bác viết sẵn là chữ ký của bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương, ông Lê Duẩn chỉ cần ký chữ Lê Duẩn thế là xong. Còn khi bác mất ấy, ông Vũ Kỳ nộp cho trung ương bản di chúc để trung ương đọc và thảo luận để quyết định đọc đoạn nào, chưa đọc đoạn nào vì hoàn cảnh chưa cho phép. Ví dụ đoạn miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân chưa đọc được, chưa đọc được vì đang cần huy động từng hạt thóc cân ngô cho chiến trường, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người thì lúc này chưa thích hợp. Giải phóng miền Nam xong, đảng công bố hết và cho miễn thuế toàn bộ cho nông dân lâu dài, mà nông dân vẫn là khổ nhất, thì càng phải học bác để làm đúng như bác dặn cho nông dân. Hai nữa là bác bảo đốt bác đi, chôn bác ở dưới chân núi Tam Bảo Ba Vì mà ta giữ bác lại, thì đoạn này cũng không đọc được. Tôi phải nói như vậy bởi vì để chúng ta biết rõ, không có thì kẻ thù xấu bây giờ nó xuyên tạc, nó cho là đảng ta chữa cả di chúc, xuyên tạc bác, thì đấy là một điều rất không đúng. Hoàn cảnh éo le như vậy, đảng ta phải làm như vậy. Cho nên đảng ta quang minh chính đại cho in toàn bộ cái cuốn sách này, từng trang viết, từng bút tích của bác. Cái đoạn mà bác chữa nhiều nhất các đồng chí, đoạn bác chữa nhiều nhất là đoạn 568, năm tổng tiến công Mậu Thân. Các đồng chí nhìn vào thì sẽ thấy hết là bác chữa như thế nào, bác công phu như thế nào với các đồng chí này. Chữ mực đen là dòng chữ của bác, chữ mực đỏ là bác chữa. Bác chữa hết. Đoạn tổng tiến công Mậu Thân là chữa nhiều nhất. Miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân, tha thứ cho nạn nhân trong chế độ cũ này, làm bia kỷ niệm ghi cơn công ơn liệt sĩ này, rồi là đưa các cháu đi đào tạo nước ngoài để xây dựng đất nước này, nhất là dặn đảng ta giữ gìn trong đảng đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Bác chữa nhiều nhất năm 68 thì đến năm 69 bác đi. À, như vậy đọc vào di chúc, và tôi rất mong các đồng chí đọc kỹ, đọc đến mức thuộc lòng càng tốt, nhất là các thầy giáo cô giáo để dạy cho các cháu.
sắp tới đây Đảng sẽ quyết định đưa môn đạo đức thành môn học hàng đầu ở trong nhà trường. Công chức rồi cũng phải học đạo đức. Sắp sửa sẽ có luật đạo đức về công chức thì mới chống tham nhũng được. Công chức ấy phải đặt tay trên hiến pháp mà thề trung thành với đất nước, với nhân dân thì mới chống tham nhũng được. Chứ ta cứ nhởn nhơ như thế này, cuộc đời đầu tiên trong công chức ấy, lẽ ra phải thề trước hiến pháp thì toàn đi giao lưu cả. Nước ta là như thế mà, các nước nó có thế đâu, thì mới chống được tham nhũng. Đặc biệt phải dạy công phu về Hồ Chí Minh từ tiểu học đến đại học theo những hình thức khác nhau để truyền bá hết đời này sang đời khác. Các đồng chí sẽ thấy trong di chúc mấy điểm như thế này: Bác biết cả bệnh của mình mà Bác linh cảm thấy cả mệnh của mình. Ta không suy diễn đâu, nó toát lên từ trong câu chữ lời văn của Bác. Năm 75 tuổi Bác tưởng Bác đi ngay. Bác viết là: ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy tháng mấy năm nữa. Đến năm 68, 78 tuổi da rẻ có hồng hào hơn, nhưng ở đời chữa được bệnh chứ ai qua được mệnh. Bác viết ngược lại: ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy năm mấy tháng nữa. Và đến năm 69, đau tim dữ dội, đáy mắt thì chảy máu, tay thì liệt, giọng nói đã khó khăn vì mạch máu ở cổ vỡ hết, thì Bác không đi nổi về vùng đá trông K9 để chữa di chúc ở Ba Vì nữa. Bác chữa trong nhà sàn của Bác đúng hôm họp trung ương, mà có ai biết đâu. Thì bản chữa năm 69 ấy, không còn tháng, không còn năm, chỉ còn giây lát thôi. Ai mà đoán biết được tôi còn sống được bao lâu nữa. Rồi Bác đi. Bác không cho làm sinh nhật, nói mãi Bác mới đồng ý, vì còn đoàn ngoại giao quốc tế. Bác dặn là: thôi, nếu thế thì các chú làm nhanh lên cho Bác, đừng kéo dài, đừng bày vẽ tốn kém làm gì, chỉ cho Bác mấy bông hoa là đủ rồi. Mà suốt đời tiết kiệm, Bác sợ chúng ta dùng bó hoa to lãng phí, Bác dặn là 5 bông hồng đỏ thôi. Thế là có ngờ đâu bó hoa của Trung ương tặng sinh nhật cuối cùng Bác vẹn vẹn có 5 bông hồng, một bó hoa nhỏ xíu. Đời Bác là như vậy. Bác dặn là làm nhanh lên, bởi vì Bác chủ tính là cái chết ập xuống bất cứ lúc nào. Đau tim như thế chết đột ngột bất cứ lúc nào. Các thầy thuốc khám bệnh cho Bác báo với Trung ương là tìm cách để bảo Bác bỏ thuốc lá đi, đừng hút nữa. Hai là đề nghị Bác không ở nhà sàn nữa, vì leo cầu thang Bác đau tim nặng như thế này nguy hiểm lắm, mời Bác xuống ở nhà tầng 1. Cái nhà nó có gắn biển là nhà 67, để Bác tránh bom Mỹ. Mà Bác có ở đâu? Bác bảo các chú đã làm thì các chú ở, Bác có nhà sàn rồi, Bác có ở mấy đâu. Và không ở thì để họp Bộ Chính trị, họp Trung ương, hoặc để Bác tiếp miền Nam. Bác chỉ ở cái nhà đó theo lệnh bác sĩ vào cái thời điểm coi như gần mất. Áp ở được chưa đầy 3 tuần lễ thì Bác đi. Bác là như vậy. Thì Bác biết cả bệnh và cả bệnh của mình. Một điểm nữa, trong di chúc ấy, 44 năm rồi mà ta có để ý đâu, Bác kín đáo gửi vào di chúc một định nghĩa về chủ nghĩa xã hội, một định nghĩa về đổi mới. Ta cũng đọc thoáng qua, ta chẳng để tâm. Bác nói là: điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng toàn dân đoàn kết một lòng xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới. Đấy là chủ nghĩa xã hội đấy. Còn đổi mới, Bác định nghĩa là đây là một cuộc chiến đấu khổng lồ giữa những cái tốt tươi mới mẻ với những cái xấu xa hư hỏng lỗi thời, phải dựa vào dân, tập hợp dân thành lực lượng, thành phong trào để dân thực hiện.
Đấy là định nghĩa về đổi mới đấy. Bác là một nhà tiên tri, đời bác đoán cái điều gì xảy ra đúng như thế, chưa một lần sai. Ai lại ở nước ngoài 30 năm, về đến Bắc Bó Cao Bằng, bác biết Việt Nam diễn sử ca bằng trí nhớ thôi. Bác dự báo là tháng 8 mùa thu 45, cách mạng Việt Nam thắng lợi. Thì y nhiên là tháng 8 năm 45 thắng lợi. Cuối đời bác vào chính năm 1968, những năm bác mất ấy, bác còn mở cả một lối thoát cho lối bế tắc của đàm phán. Bác bảo cách mạng Việt Nam nhất định thắng, đế quốc Mỹ nhất định thua. Đó là một điều chắc chắn. Đúng không? Chỉ cần Mỹ rút về nước, mọi việc sẽ giải quyết được. Nếu cần, chúng tôi trải thảm đỏ cho các ngài về, để Việt Nam nội bộ giải quyết với nhau là xong hết. Xong rồi, nếu cần, chúng tôi lại sẵn sàng trải thảm đỏ cho các ngài đến, vì chúng tôi biết kỹ thuật công nghệ của Mỹ là thế nào. Cho nên bác hội nhập rất sớm các đồng chí. Chủ tính như vậy. Đặc biệt nữa, vào giữa thời kỳ ác liệt nhất, khi mà Mỹ tuyên bố là đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, mảnh đất Thanh Hóa Hàm Rồng của chúng ta dữ dội lắm các đồng chí. Thời kỳ đó đấy, thì chính thời điểm đó bác dự báo sớm muộn, trước sau, đế quốc Mỹ sẽ ném bom B-52 tại Hà Nội. Mỹ chỉ thua khi chúng đã chấp nhận thua trên bầu trời Hà Nội. Thì quả nhiên năm 72 B-52 đến, mà bác đã đi từ năm 69 rồi. Bác dự báo điều gì xảy ra đúng như thế. Đấy là một thiên tài của nhân tộc và của nhân loại. Một người như vậy mà khi viết di chúc có 1.000 từ thôi. 1.000 từ đó dành tất cả cho đảng, cho dân, chỉ dành riêng cho mình đúng 79 từ. Các đồng chí về nhà đọc đoạn đầu tiên bác viết về bác ấy, đúng 79 từ. Tình cờ làm sao nó ứng nghiệm với 79 tuổi của bác. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, lãng phí thì giờ tiền bạc của dân. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu. Đoạn đó đấy, 79 từ, đúng với 79 tuổi của bác. Người ta coi bác là một ông thánh là thế, dù bác là một con người bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, khi bác ốm nặng thì đúng lúc mà đất nước gay go nhất, tin của tình báo báo về là Mỹ nó sẽ phá hủy toàn bộ đê điều miền Bắc. Và phương án xấu nhất, tình huống xấu nhất là nó nhấn chìm Hà Nội trong biển nước. Hà Nội sẽ là một biển nước. Mà bác đang nằm đấy, bây giờ biết làm thế nào? Chả nhẽ đưa bác ra nước ngoài. Đồng chí Lê Duẩn đến gặp bác, báo cáo hết mọi nhẽ, thiết tha đề nghị bác vui lòng lên Ba Vì để ở và dưỡng bệnh, là nơi còn cao giáo nhất. Bác khóc. Bác bảo đưa bác đi được có một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Bác không đi đâu cả, bác không thể bỏ dân mà đi được, để bác ở đây. Thế cơ mà, làm cho bác cái hầm tránh bom các đồng chí nhé. Mà khi báo động ấy, bác có vào đâu. Bác dồn hết tham nữ thanh niên trẻ tuổi phục vụ vào trước. Bác bảo các cháu vào đi, vào nhanh lên, bác già rồi. Bác vào sau cùng. Ta xem đời bác là như vậy. Thì bây giờ bác đang nằm lâm bệnh đó, bác khóc. Bác bảo bác không thể bỏ dân mà đi được, để bác ở đây thôi. Cần đưa bác xuống nhà ngang để các thầy thuốc chăm nom bác đỡ vất vả. Bây giờ cái chỗ đó là bàn thờ cho bác. Đặc biệt nữa là khi bác lâm bệnh nặng này, thì bác cứ ngất đi đâu. Trên núi rừng Việt Bắc, bác bị cơn sốt rét. Sốt rét đến mức là ác tính cơ mà. Lúc bấy giờ đấy, đồng bào đã tưởng chuẩn bị làm ma cho bác, làm tang cho bác. Ở cái nắng là lừa tuyên quan. Bác bao nhiêu lần tưởng như không qua khỏi.
Trên bác ngồi trong hang đá, bác khoác chiếc chăn chiên sơ sài giá lạnh này. Bác nói trong hơi thở với đồng chí Võ Nguyên Giáp, chưa phải đại tướng đâu, mà đã tưởng coi như một lời chăn chối vậy. Bây giờ thời cơ cần kíp lắm rồi, dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập. Thế mà các đồng chí tưởng là lời chăn chối chứ. May sao cho dân tộc chúng ta bác qua khỏi. Bác qua khỏi là nhờ một cụ già người dân tộc thiểu số đi qua thấy, thấy dân làng khóc nức nở mà cứ đang chuẩn bị các thứ gì đó rất lạ. Bảo là để làm gì, bảo một cán bộ cao lắm, ốm nặng không biết có qua được không, đang phải chuẩn bị làm tang đây. Cụ già biết đi ngay vào cái lán đó, cầm tay bác bắt mạch. Bắt mạch cho bác xong nói với dân làng là đắp chăn ấm thêm cho cụ. Bác hốc hác như thế. Và ông cụ già này chạy ngay lên nẻo rừng gần đó, một lát sau mang một nắm lá về và một cái quả tươi. Nắm lá đó cụ già là sắc ngay thành nước cho bác uống. Còn cái quả này nấu cháo cho bác ăn. Và khi nấu cháo cho bác ăn ấy, thì kỳ diệu làm sao mà ăn được mấy thìa cháo bác tỉnh ngay. Chứ mới về được Hà Nội để viết tuyên ngôn độc lập. Đang đọc tuyên ngôn độc lập, chưa dứt cơn sốt, mệt quá phải dừng lại, lấy tay lau mồ hôi chán. Và bác nói một câu đi vào lịch sử: đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Bao nhiêu lâu nay ta vô tình nói sai. Bác nói là đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Ta lại nói là tôi nói đồng bào nghe rõ không? Khác nhau lắm đấy các đồng chí. Với bác dân là hàng đầu, dân là tối thượng. Ngay trong di chúc này này, bác đặt đồng bào trước đảng đấy. Tôi để lại mấy lời này để phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin thì đồng bào và đồng chí trong đảng khỏi cảm thấy đột ngột. Bác đặt dân trước đảng, có dân thì mới có đảng, đảng càng vĩ đại càng phải ở trong lòng dân. Ta theo một thói quen chứ cũng không có động cơ gì ở đây cả, ta toàn nói ngược. Ta cứ nói đảng trước dân sau, toàn nói ngược cả. Ngay cả cán bộ giữa đảng viên và cấp ủy, bác cũng nói rất chính xác. Trong di chúc bác nói là đảng viên và cán bộ. Còn ta cứ nói cán bộ đảng viên, vì ta theo cái kiểu tư duy quan chức, ai có chức nói trước, ai chức to nói trước. Không đúng đâu các đồng chí. Bác nói là đảng viên và cán bộ. Đảng viên là 5.000 người, nhưng mà dân thì có 20 triệu cơ mà. Đảng viên hồi kháng chiến Việt Bắc là 8.000 đảng viên, ban chấp hành trung ương có 21 người thôi. Còn bây giờ đảng là 4 triệu đảng viên, nhưng mà ban chấp hành trung ương chỉ có 200 đồng chí thôi. Đảng ta ở huyện này là gần 10.000 đảng viên, mà cấp ủy chỉ có mấy chục người thôi. Học bác cái tư duy này để ta thấm nhuần vấn đề quan hệ giữa đảng với dân sao cho xứng đáng. Thế còn lúc tỉnh lúc mê, tại sao lúc tỉnh dậy mà bác cứ thấy tiếng khóc? Tiếng khóc ở đâu đó, bác mở mắt nhìn, hóa ra là các cháu gái, các bác sĩ, hộ lý, y tá đang đứng ở đầu giường bác khóc, thương bác quá. Bác hỏi các cháu ở đâu đến mà không nói được chỉ khóc thôi. Ông Vũ Kỳ phải trả lời thay cho các cháu là: thưa bác, đấy là bác sĩ, y tá, hộ lý trung ương điều từ bệnh viện quân đội 108 sang để phục vụ bác. Bác bảo các chú chỉ làm phiền các cháu thôi. Ý bác là các cháu còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm, nhỡ nói ra ngoài bác ốm thì rất lo cho dân, rất bất lợi. Thế giới đều thống nhất với nhau, sức khỏe lãnh tụ được ghi vào hàng đầu của bí mật quốc gia. Là như vậy đấy các đồng chí. Ông Vũ Kỳ phải trả lời là: bác yên lòng, yên tâm, các cháu được dặn dò kỹ lưỡng rồi, không nói ra ngoài đâu, không ai nói là bác ốm đâu. Nhưng mà dân thì cũng biết hết, vì dân nhìn lên lễ đài không thấy bác, chỉ thấy thủ tướng,
mà thủ tướng ngày lễ mà nét mặt buồn như vậy. Trời cứ mưa tầm mưa tã, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, biết ngay là có chuyện chẳng lành. Bác lại nói tiếp là: chú Kỳ, sao trong phòng không có hoa tươi? Thế là mới chạy ra ngoài vườn dắt mấy bông hồng đặt trong một chiếc lọ, giải chiếc bàn khăn giải phận trắng, để rất khéo, để bác nằm trên giường bác thấy hoa. Lúc nhìn thấy lọ hoa, bác lại hỏi: ai bảo cắm hoa vào lọ thế? Bác hỏi: hoa có phải cắm cho bác đâu. Bác hỏi: hoa là để tặng cho các cháu gái. Một sắc hương hoa cũng không quên. Và trong số các bác sĩ được đến phục vụ bác đấy, người bác sĩ quân đội, quân y trẻ tuổi tên là Ngô Thị Oanh có lẽ là người xúc động nhất, vì được mời bác uống thuốc lần cuối cùng trước khi bác mất. Còn kịp nắm tay bác, cầm tay bác và cắt móng tay cho bác để bác đi. Và bác nhìn rất trìu mến đàn cháu, bác bảo: hát cho bác nghe đi. Thế là cố kìm nước mắt để hát bài Chiến sĩ quân y làm theo lời bác, mà không hát được, cứ vừa hát vừa nức nở. Bác động viên là: hát vui lên, bác nghe đây, hát bài vui cho bác. Thế là hát bài Người ơi, người ở đừng về, bài Quan họ Bắc Ninh. Có ngờ đâu đấy là bài hát cuối cùng bác được nghe, và cũng là người hát cuối cùng cho bác nghe. Còn đoạn mà bác bảo cho bác nghe câu hò Huế, nghe hò xứ Nghệ, cho bác ngụm nước dừa, hò Huế để nhớ mẹ, hò xứ Nghệ để nghĩ về cha, về anh, về chị, về người thân, còn nước dừa là dành cho miền Nam. Trong đời miền Nam đó có Lê Thị Huệ của bác. Lúc tỉnh lúc mê, tỉnh dậy câu hỏi tiếp theo lại là: chiến trường miền Nam thắng ở đâu ngày hôm nay? Đê vỡ có nhiều không? Có đưa dân đi chỗ khác được chưa? Sắp đến ngày khai giảng rồi, đã chuẩn bị trường sở sách bút rồi bánh trung thu cho các cháu đến đâu rồi? Không nghĩ gì về mình, chỉ nghĩ về người khác. Đấy là bác Hồ. Bác lại cầm tay thủ tướng mà bác không biết. Bác cứ hỏi luôn miệng: chú Tô đâu, chú Tô đâu? Thủ tướng đến gần giường bác, hỏi: thưa bác còn dặn điều gì nữa không? Bác trả lời là, bác hỏi là: tính cho bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu? Thủ tướng trả lời bác là: thưa bác, 24 năm, 45, 69, 24 năm. Bác nói nhỏ là: hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm. Bác minh mẫn đến phút cuối cùng. Ý bác là đốt pháo hoa vì là năm chẵn cho dân chúng mừng. Chú là thủ tướng phải vui lên, đừng để dân buồn. Bác không ra được với dân nữa, bác buồn lắm. Rồi bác lại thiết tha: hay chú dìu bác ra với dân 5 phút có được không? Nhưng đi thế nào được các đồng chí? Trên giường bệnh đầy máy móc, và nó phải một bệnh viện đặc biệt để cứu chữa bác rồi. Còn trên bàn làm việc của bác những ngày cuối cùng đấy, mở giờ trang sách cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, cái bộ sách dày như thế này của giáo sư Hà Văn Tấn tặng bác, bác đang đọc dở. Bên cạnh là điều lệ hợp tác xã nông nghiệp đang mở số trang, bác tự tay chữa từng điều khoản một. Bác còn dặn nhà thơ Tố Hữu diễn ca điều lệ ra cho dân dễ nhớ dễ thuộc. Và tờ báo Nhân Dân bác đọc lần cuối cùng trong đời để tìm người tốt việc tốt là ngày 24 tháng 8 năm 69, ngày cuối cùng bác không còn làm việc được nữa, hôn mê bất tỉnh, mà cũng không ăn uống gì, mỗi ngày 2 thìa sữa cho bác không hết, nó cứ trào ra hết. Đi nấu vội một bát chè hạt sen, lúc khỏe bác còn thích ăn, bây giờ cũng không ăn nổi nữa. Mà bác đã cho bác ngụm nước dừa rồi bác đi là thế. Nước dừa lại chuẩn bị không tốt, chuẩn bị trước, không kịp. Ông Vũ Kỳ ông hét tướng ấy. Ông bảo bác đi đến nơi rồi,
làm được gì cho bác phải làm thật nhanh lên, không thì không kịp đâu. Thế là các cảnh vệ theo đó là mệnh lệnh chạy ùa ra ngoài sân, lấy hai quả dừa của miền Bắc miền Nam được lưng cốc nước mang vào, thì không kịp nữa, bác đi mất rồi. Ngoài hành lang đã hương có hương trầm đi, ở trong phòng nức nở tiếng khóc. Thủ tướng giàn giụa nước mắt mà run run tay kéo chiếc ga mỏng che ngực cho bác, để đợi nhà bác học Liên Xô ngay sau đó có mặt đưa bác lên băng ca, chuyển vào phòng lạnh để bảo quản bác. Mà lúc bây giờ ta còn chưa có hiện đại như bây giờ, phải thiết kế hai công trình tuyệt mật, một cái ở trong quân y viện, một cái ở hội trường Ba Đình, trong một điều kiện lạnh cho phép, để giữ gìn thi hài bác, để còn tang lễ bác suốt một tuần lễ, trong đó 4 ngày đêm viếng bác, cả thế giới đến viếng bác. Là như vậy. Ai cũng nghĩ người có thơ khóc bác đầu tiên chắc là Tố Hữu, nhà thơ lớn nhất mà bác yêu thương nhất. Nhưng không phải. Vì nhà thơ đau tim rất nặng, bác dục đi bệnh viện đi, chú chủ quan lắm, chú có bệnh nặng mà chủ quan lắm, vào viện để các thầy thuốc chữa cho, đừng lo gì cho bác cả, ở đây còn có bao nhiêu người khác. Thế để cho bác yên lòng thì Tố Hữu đi bệnh viện. Có ngờ đâu chưa kịp ra viện bác đi mất rồi. Mùng 6 viếng bác mới chạy từ bệnh viện về, chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối sỏi quen, đến bên thang gác đứng nhìn lên, chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn. Ngay cái trái bưởi bây giờ cũng côi cút, trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài, còn đâu bóng bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Đầy tang tóc, người lớn phải nuốt nước mắt vào trong để không yếu mềm, để bác đi cho thanh thản, và để chúng ta còn vững lòng mà theo chân bác. Cho nên nhà thơ mới viết là: ôi bác Hồ ơi, những xế chiều nghìn thu nhớ bác biết bao nhiêu, ra đi bác giặc còn non nước, nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều. Là như vậy. Mà 44 năm đã qua rồi, ta vẫn cứ tưởng như ngày hôm qua. Sau tang lễ bác một công việc cực kỳ quan trọng đặt ra, bây giờ bảo quản bác như thế nào. Nước ta là nước nhiệt đới, nóng như thế, ta chưa có trình độ cao, rồi chuyên gia Liên Xô giúp ta cũng chỉ có giới hạn nhất định. Mà chiến tranh ác liệt như vậy, bây giờ làm thế nào để giữ gìn bác? Cho nên phải đưa bác đi đến cái vùng đá trông K93 Vì, bây giờ là một địa chỉ rất linh thiêng, các đồng chí nên đến đó, đến càng nhiều càng tốt, nơi để quan tài bác, thi hài bác, ô tô để chở thi hài bác. Và phải chọn cái người lái xe giỏi nhất, để cốc nước đầy trên vô lăng buồng lái, đi qua mọi địa hình địa vật mà không bị sóc. Chứ hỏng một chi tiết thôi là hỏng hết. Đấy. Thì mới quyết định có lệnh là đưa thi hài bác lên. Ngay cả chuyện đến lúc viếng cũng nảy sinh tình huống. Đôi dép bác để đâu? Bác nằm trong quan tài pha lê đặc biệt của Liên Xô rồi, bây giờ đôi dép làm thế nào? Thế là nhờ Liên Xô đóng khẩn cấp một cái hòm kính đặc biệt để vừa vặn đôi dép dưới chân bác, bây giờ thành ra một cái di sản thiêng liêng. Và khi đưa bác đi đấy, phải đưa bác đi ban đêm, 12 giờ đêm mới bắt đầu từ quảng trường Ba Đình ra đi. Đoàn xe lặng lẽ chuyển bánh, có lệnh của Trung ương. Bộ Chính trị và Trung ương đứng hai hàng rạt rào trong nước mắt để tiễn bác đi về đá trông cao trí. Mà đi phải đi rất chậm, đi trong đêm khuya để dân tình không nao núng, và cũng để bảo vệ an toàn cho bác trong chiến tranh. Có ngờ đâu vừa đưa bác đến tận nơi thì lập tức có điện đưa bác về. Đưa bác về ngay để tìm phương án khác. Tại sao các đồng chí? Vì Mỹ
nó sẽ tập kích để nó đánh tháo toàn bộ cái phi công Mỹ bị ta bắt ra. Mà ta đã chuyển phi công Mỹ đi chỗ khác rồi, ta tình báo ta rất giỏi, ta biết trước rồi. Nhưng mà bây giờ như thế này tức là rất nguy hiểm cho bác, không an toàn. Trên bộ chính trị lại ra lệnh khẩn cấp đưa bác về Hà Nội ngay để tính phương án khác. Và cứ thế cho đến khi bác nằm yên nghỉ trong lăng của chúng ta thì đã 6 lần di chuyển thi hài. Mà trong việc gìn giữ thi hài đấy, cái quan trọng nhất là dung dịch. Phải có dung dịch của Liên Xô, duy nhất chỉ có Liên Xô có thì mới giữ được toàn vẹn đặc trưng của bác thi hài như lúc sống. Và Liên Xô lại đã đề nghị với chúng ta, mà chúng ta lại đồng ý với đề nghị của Liên Xô lúc đó, vì tan ra bối rối, đảng thì cũng như gia đình thôi. Đề nghị là sau tang lễ xong phải đưa bác về Liên Xô, đợi đến khi nào Việt Nam hòa bình có lăng cho bác đưa bác về, chứ ở đấy không an toàn. Thì đảng ta cũng đồng ý như vậy. Đến khi mà đoàn chuyên gia Liên Xô đề nghị chúng ta đưa bác về Liên Xô sau tang lễ thì chúng ta mới đau xót chứ. Không ai muốn để xa bác, không ai muốn để bác đi, chứ cứ giàn giụa nước mắt đề nghị Trung ương giữ bác lại, giữ bác lại. Trung ương Bộ Chính trị phải hỏi lại là các đồng chí có quả quyết giữ được bác không? Bảo giữ được với điều kiện có Liên Xô giúp đỡ vì vấn đề dung dịch. Các đồng chí Liên Xô chu đáo, tận tình, tình nghĩa vô cùng, thương xót chúng ta và cảm thông với chúng ta, quyết định thay đổi ý kiến và báo về ngay với Trung ương của Liên Xô để chấp nhận cái đề nghị của Việt Nam là bay một chuyến bay khẩn cấp về Liên Xô để mang một lượng dung dịch khổng lồ sang để bảo quản bác cho đến khi có lăng. Chí tình chí nghĩa như vậy. Và đến khi bác nằm trong lăng thì 6 lần di chuyển thi hài bác. Cho nên 5 tháng thời gian trôi qua, nếu chúng ta biết rằng yêu bác lòng ta trong sáng hơn, thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều tốt đẹp để xứng đáng với bác. Bởi vì bác đã hóa thân vào chúng ta rồi, bác đã trở thành cuộc sống của chúng ta rồi. Chính điều này đã được nói lên bằng thơ rất cảm động. Mấy chục năm nay bác là tháng, là ngày, là cửa lớn, bác cũng là cửa sổ. Chúng con quen có bác Hồ ta đó, như ở chân trời có ngọn núi xanh, như con sông trong chảy phía trước nhà mình. Mỗi bát nước chè tươi bưng lên, mỗi bát cơm đầu mùa đặt xuống, khúc cá vàng mâm đĩa xanh rau muống, đều hiểu ngầm công bác từ bên trong. Bác là như vậy. Cho nên chúng ta yêu bác, thương bác bao nhiêu, sẽ hết sức mình để làm cho công việc tốt nhất, để xứng đáng với tâm nguyện của bác. Và tất cả những điều ấy tôi xin gửi gắm vào lời kính chúc sức khỏe các đồng chí, chúc cho đảng bộ và nhân dân chúng ta thành đạt, hạnh phúc, văn minh và hiện đại. Xin cảm ơn.